Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh và Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang Phạm Văn Cường, 53 tuổi, ngụ tại phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, khi đang thuê xe taxi vận chuyển 11 kg ma túy đá. Quá trình điều tra theo dõi, các trinh sát xác định nghi phạm Cường đang cấu kết với một số người Lào để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn Hà Tĩnh, sau đó đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Đêm ngày 26 tháng 2, khi nghi phạm ra khu vực biên giới huyện Hương Sơn để vận chuyển ma túy, nên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch phá án. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 27 tháng 2, khi nghi phạm thuê xe taxi di chuyển trên quốc lộ 1A đến địa phận xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, thì bị lực lượng chức năng mật phục, chặn bắt, thu giữ tang vật là một ba lô màu đen, bên trong chứa 11 kg ma túy đá. Bước đầu, Phạm Văn Cường khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy này vào tỉnh Quảng Nam với số tiền công 80 triệu đồng. Nghi phạm đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và từng có thời gian hơn 10 năm trốn truy nã về tội danh này.